chúng ta sẽ cùng đi luôn vào buổi ngày hôm nay, ngày 22 tháng 8 năm 2021, và chúng ta sẽ cùng đến với bản tin có tiêu đề phiên xuống thang máy liệu có ảnh hưởng tới xu hướng lớn hay là không. Đây sẽ là một điều mà tất cả các anh chị đang nắm giữ, các vị thế đang rất là quan tâm ngay lúc này. Vậy chúng ta sẽ không chần chờ gì nữa và cùng đến với bản tin ngày hôm nay thôi. Và em là Hồng Vân đến từ Inflex Investment, rất vui được đồng hành cùng mọi người trong buổi ngày hôm nay. Và như thường lệ, chúng ta vẫn có 3 phần nội dung quen thuộc, và trong các cái bản tin cuối tuần đúng không ạ? Chúng ta đã có một cái form để trao đổi với nhau rồi, thì chúng ta sẽ cùng đi ngay vào phần đầu tiên, tình hình thị trường tuần qua. Tuần vừa rồi là một tuần mà mọi người thấy là thị trường có thanh khoản cực kỳ cao, và tất nhiên nó đến nổi trội từ phiên thứ 6. Lát nữa chúng ta sẽ cùng nhìn trên đồ thị và mọi người sẽ thấy rõ. Cả tuần này chúng ta giao dịch 131.333 tỷ đồng, và với chiều bán ròng của khối ngoại cũng tăng cực kỳ mạnh. Tuần trước bán ròng đâu đó khoảng 2.000 tỷ thôi cả tuần, thì tuần này con số đã nâng lên 5.292 tỷ đồng, bán mạnh gấp 2,5 lần đúng không ạ? Đây là một con số rất là đáng lưu tâm. Như vậy, đang có chuyện gì đó xảy ra trên thị trường. Vậy chúng ta sẽ cùng nhìn trên đồ thị phân tích kỹ thuật của Inflex để có một cái nhìn khách quan nhất, và bỏ ngoài tai những cái thông tin dư luận như là thông tin tiếp tục thực hiện giãn cách ở Hồ Chí Minh chẳng hạn. Người ta đang vin vào những cái thông tin như vậy để làm cái cớ cho những phiên giảm. Thực sự thì xét về mặt cung cầu trên thị trường thì có đúng là như vậy hay không? Một số những cái tín hiệu mà chúng ta đang nhìn thấy rất là rõ ở đây, liệu nó có phải là ảnh hưởng từ tin tức quá nhiều như mà nhiều người hay gọi là để tâm, cũng như là lấy đó làm lý do cho các phiên giảm hay không nhá. Trước tiên chúng ta nhìn một chút ở bên Chartwick giúp em ạ. Ok, cái giai đoạn điều chỉnh của nhịp này của chúng ta bắt đầu từ giai đoạn gần đầu tháng 7. Và mọi người đã thấy đó là những cái phiên điều chỉnh tương đối là lâu, rơi vào đâu đó khoảng 3 tuần. Xét so với cái giai đoạn tháng 1 thì chắc chắn là nó đang mất nhiều thời gian hơn, đúng chưa ạ? Mọi người có thể để ý ở một cái yếu tố rất là đơn giản thôi. Tại cái khu vực tháng 1 này là chúng ta đang ở những cái giai đoạn đầu của việc giá điều chỉnh chạm vào khu vực hỗ trợ của dải màu. Cái khu vực hỗ trợ của dải màu ở các cái vùng đền thấp như này lại là những lần chạm đầu tiên, nó luôn là những vùng hỗ trợ cực kỳ cứng, và nó có cái lực đỡ hay là cầu ở cái khu vực này cực kỳ khỏe. Như vậy khi mà giá điều chỉnh về đây ạ, lượng hàng có thể tham gia vào mua mới ở đây sẽ cực kỳ nhiều. Và tiếp tục chúng ta đã nhìn thấy một xu hướng lớn mở ra hơn một năm dài. Đây là lần điều chỉnh lớn thứ hai, điều chỉnh lớn nha, lần thứ hai đối với thị trường của mình. Và chúng ta đã có một khu vực chạm về thấp nhất đúng không ạ, là quanh cái khu vực gần 1.200 này, gần thôi nha, và còn vài chục điểm nữa mới tới 1.200. Thì quanh cái vùng này chúng ta đã có những sự hỗ trợ tích cực đến từ khu vực bên chạc đây. Lát nữa chúng ta sẽ cùng recheck lại. Đó, thì ở đây ạ, chúng ta đã vi phạm đâm sâu vào trong dải màu, nhưng mà đây mới là lần thứ hai nên tính hỗ trợ của nó cũng sẽ còn tương đối là khỏe. Và mọi người đã thấy nhịp hồi phục cực kỳ là chuẩn, và nó cũng đã được Inflex dự đoán trong các tuần trước. Chúng ta đã bắt được một cái nhịp hồi này, và hiện tại giá đang hướng thẳng về khu vực đảo chiều tăng. Em sẽ làm tròn cái số trên này luôn, 1380. Như vậy cái mốc này nó đang là cái cản trên của VN Index đối với Chartwick. Và các cái cản Chartwick thì mọi người hiểu nó tất nhiên sẽ là rất là khó khăn để vượt qua. Để ý một chút ở đây đối với SPI ạ, khu vực này chúng ta có một cái vùng cạn kiệt ở lực bán. Lực mua đã tham gia vào trong tuần vừa rồi, tuy nhiên không thực sự khỏe. Chúng ta vẫn đang ở trạng thái một cái nến xanh rất là nhỏ, một khu vực còn chưa rõ xu hướng. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể tiếp tục kỳ vọng vào việc là tín hiệu mua ở đây sẽ tiếp tục được mở ra. Và chúng ta sẽ cần confirm điều này ở tuần tiếp theo. Như vậy tuần giao dịch tiếp theo nó đang tương đối là quan trọng. Với cái việc mà chạm kháng cự mạnh như thế này, chúng ta sẽ có cái điều chỉnh tương đối là hợp lý khi tuần trước là một tuần
kết phiên chúng ta có một cái nến đỏ như thế này. Tất nhiên là một mẫu đẹp thì chúng ta sẽ phải đánh vượt luôn. Tuy nhiên khi mà chạm cản cứng hoàn toàn sẽ có những cái nhịp retest lại, sau đó mới xem xét tiếp về lực tại để xem là có thể vượt được cái cản hay không. Mọi người chú ý đối với cái mẫu mà chạm kháng cự không vượt được và tiếp tục rơi thủng các vùng hỗ trợ dưới, như ở đây sẽ là cái khu vực 1300 ở bên trái quýt ạ, thì nó sẽ tạo ra một cái mẫu báo bán tương đối là mạnh và nó sẽ là cái mốc rất là quan trọng mà mọi người cần phải để ý. Bởi vì khi mà nó vào một cái mẫu xấu thì các cái vùng hỗ trợ nó sẽ bớt tin cậy dần, đặc biệt là các cái vùng hỗ trợ sát và tương đối là gần với giá. Một lát nữa chúng ta sẽ nhìn được cái điều này ở ngay bên chặt đây thôi đó. Và cũng tại phiên ngày thứ 6 chúng ta đã có một cái nến tuần giao dịch với khối lượng tương đối là lớn. Ok, cụ thể bên chặt đây thì nó như thế này, được chưa ạ? Một khu vực mà giá đã có cái sự tăng giá nhưng mà chạm tới cái cản đỉnh cũ ở phía này, đúng không ạ? Cũng như là cái khu vực đảo chiều tăng là một cái mốc cần để confirm cái tín hiệu đó. Tuy nhiên chúng ta chưa vượt được cái mốc này, vừa là mốc của chart wick vừa là mốc ở chart day, nó đang thể hiện là tương đối cứng và chúng ta chưa vượt được. Phiên ngày thứ 6 là một phiên bán với khối lượng cực kỳ lớn nên nó đã đảo chiều các cái tín hiệu. Ví dụ như ở đây chúng ta có tín hiệu về lực ạ. Lực mua sau khi cạn kiệt hẳn ở đây ạ, thì chúng ta đã có một phiên tiếp tục bán cực kỳ mạnh. Như vậy, confirm ở khu vực này đó là lực bán vẫn đang phát triển và chúng ta chưa có một cái nhịp mới được mở ra. Dòng tiền ạ. Dòng tiền cực kỳ quan trọng khi mà nó ảnh hưởng trực tiếp tới các cái xu hướng ngắn hạn, các cái vị thế mà chúng ta đang nắm giữ. Ở trong ngắn hạn thì tiền đang bị sụt hẳn đi tại phiên thứ 6 do áp lực bán rất mạnh đến từ các cái cổ phiếu trên thị trường, đúng không ạ? Mọi người sẽ nhìn thấy cái cột tiền nó đang rơi thẳng xuống, giảm rất là mạnh và trở về cái trạng thái là luân chuyển. Như vậy tiền đang thể hiện tương đối là yếu. Ok, chúng ta nhìn một chút về bên trend nhé ạ. Rainbow thể hiện trend của xu hướng, đúng không ạ? Trend xu hướng của thị trường ạ. Chúng ta có một cái nhịp điều chỉnh. Nếu mà xét về giá không thì mọi người sẽ hơi bị sốc bởi vì các cái vị thế lãi của chúng ta đang bị mất tương đối là nhanh. Nhưng mà nhìn trên Rainbow ạ, hiện tại nó đang chạm đúng về khu vực một cái vùng hỗ trợ từ giải trung hạn màu vàng và đường trung tâm. Nó đang hội tụ ở cái khu vực 1330 này. Như vậy là tại đây chúng ta có một vùng hỗ trợ tương đối là cứng và mọi người có thể tạm thời yên tâm được. Các cái nhịp điều chỉnh nếu gọi là sâu hơn một chút thì chúng ta có khu vực 1300 vẫn là vùng hỗ trợ tương đối là ổn định. Sâu hơn nữa sẽ là khu vực 1270 và các cái kỳ vọng thấp hơn nữa chắc chắn là sẽ quay trở về các cái vùng đáy cũ quanh khu vực 1230 này. Đó, như vậy tình hình của chúng ta đang có với lực bán khỏe và tiền đang yếu ở giai đoạn này. Khi mà có những cái phiên rũ tương đối mạnh như thế này, chúng ta sẽ phải cực kỳ để ý vào cái danh mục của mình. Với một cái khu vực 1330 chúng ta có nhé, cái nhóm hỗ trợ từ giải màu, đúng chưa ạ, Rainbow, và cái cạnh dưới của giải màu xanh như thế này là một cái vùng hỗ trợ sẽ tương đối là tin cậy được. Và bản thân các cái phiên mà có cái tâm lý bán tương đối là mạnh như hôm trước này, chắc chắn là sang đến phiên đầu tuần ngày thứ 2 nó sẽ là các cái sự hồi phục tương đối. Đây sẽ là một cái cơ hội để mà mọi người có thể giảm các cái vấn đề liên quan rủi ro danh mục như sử dụng margin quá nhiều hay vẫn đang duy trì một tỷ trọng cổ phiếu còn tương đối là cao hay các cổ phiếu còn yếu ở trong danh mục. Thì đấy là việc mà mọi người cần phải xử lý ngay tại phiên ngày thứ 2. Nếu không có gap thì chắc chắn nó sẽ là một cái phiên hồi và em nghĩ là nó sẽ được hồi vào phiên sáng. Bởi vì cái thường buổi chiều cái áp lực nó cũng sẽ tương đối là mạnh trở lại. Thì mọi người có thể xem xét tại phiên ngày thứ 2 để thực hiện cơ có bớt cái danh mục đang có của mình để phù hợp với cái nhịp chung của thị trường. Chúng ta có ở đây ạ, khi mà cái tín hiệu báo bán này đang được hình thành thì mọi người tiếp tục chờ giúp em
Nếu giá thủng hẳn khu vực 1330 này, ngắn hạn chúng ta sẽ tương đối xấu. Thủng hẳn 1300, chặt wick xấu ạ. Và nếu mà trong tất cả các cái tình huống mà chúng ta phải quay trở lại cái khu vực 1230 đến 1240 như thế này, thì đây sẽ là một cái vùng cực kỳ cẩn trọng để theo dõi sự tạo đáy trở lại. Nếu thủng đáy này thì chắc chắn là một cái xu hướng cực kỳ xấu hơn nữa, nó sẽ được mở ra. Đây là một cái xu hướng lớn, thì lúc này nó mới ảnh hưởng tới cái xu hướng lớn của index. Còn hiện tại vẫn là một cái nhịp điều chỉnh có thể chấp nhận được và vẫn đang nhận được các cái vùng hỗ trợ tương đối là ok. Như vậy là chúng ta đang nhìn thấy các kịch bản từ xấu nhẹ đến xấu nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà không cần quá bi quan đâu, hãy để cho thị trường vận động và chúng ta hãy thật tỉnh táo, đứng ngoài, sử dụng hệ thống của Inflate và có một cái nhìn khách quan nhất để xử lý cho danh mục của mình. Ok, tổng kết như vậy, chúng ta sẽ có cho tuần tiếp theo như sau ạ. Về mặt index, về mặt kỹ thuật ạ, index chúng ta đã có một tuần chưa vừa được cản tuần 1380 và đã có một phiên bán rất mạnh vào thứ 6 tuần trước. Hiện tại là giá đã về thẳng khu vực hỗ trợ cứng ở 1330. Chúng ta có lực bán đang phát triển mạnh kèm với dòng tiền đầu cơ yếu ớt đã khiến cho các cái mốc hỗ trợ tạm thời hơi kém hiệu quả. Khu vực cần chú ý vẫn là luôn cái vùng hỗ trợ cứng 1330, đúng không ạ? Phía dưới chúng ta có khu vực 1300, 1270 và chúng ta sẽ kiên nhẫn chờ các cái vùng kiểm định lại cho cái vùng xu hướng lớn. Bất cứ khi nào có dấu hiệu tạo đáy ngắn trở lại, chúng ta có thể kỳ vọng vào một cái nhịp mới cũng như là duy trì xu hướng tăng, thì đấy sẽ là các cái cơ hội để tham gia trở lại. Về khuyến nghị quản trị rủi ro cho danh mục, tất nhiên rồi, em đã đề xuất cái này tương đối là nhiều trong các cái giai đoạn chúng ta mua khi mà hồi phục, đúng không ạ? Các cái tín hiệu lớn tất cần chờ confirm. Ở phiên ngày thứ 2, mọi người chú ý cơ cấu danh mục phù hợp nhé. Các cổ yếu rồi đẩy tỷ trọng tiền mặt cao lên một chút ạ, để chúng ta có thể mua vào tại các cái thời điểm phù hợp hơn của thị trường. Và mọi người nhớ là quan sát các cái vùng tạo đáy để có thể tham gia trở lại với thị trường của chúng ta vẫn chưa ảnh hưởng tới xu hướng lớn đâu ạ. Mọi chuyện vẫn còn tương đối là ổn. Ok, đến với phần tiếp theo là phần các cơ hội đầu tư. Thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại một chút các cái cơ hội đầu tư của tuần trước. Trong các tuần trước nữa, chúng ta đã có cái nhịp tham gia vào dòng bất động sản và room VIP của Inflate đã có những cái giai đoạn chốt lời 15-20% cho các nhóm cổ phiếu này, đúng không ạ? Chúng ta đã có một cái nhịp giữ lãi tương đối là thích hợp. Vậy đối với các cái cơ hội phía sau bị nhóm banh và nhóm trứng, chúng ta có kỳ vọng vào việc theo dõi cũng như là xem cái giai đoạn mới, đúng không ạ? Tuy nhiên có vẻ nó sẽ chưa phù hợp khi mà thị trường vào những cái giai đoạn điều chỉnh như thế này, thì những cái nhóm đấy nó tương đối là những cái con đầu đàn mà bị lôi ra bán từng là mạnh. Thì tuần trước chúng ta có đề xuất theo dõi thêm một số mã cổ phiếu của banh trứng thôi, còn lại là một số cổ phiếu lẻ. Thì chúng ta sẽ cùng nhìn thử xem câu chuyện của các cổ phiếu được khuyến nghị ở tuần trước đang như thế nào, để nếu các anh chị có đang tham gia, chúng ta có những cái hướng xử lý phù hợp nhé. Mã đầu tiên ạ, VCI. Mã cổ phiếu thuộc dòng chứng khoán, đúng không ạ? Thị trường điều chỉnh là thế, nhưng mà nếu mà nhìn kỹ cổ phiếu về dòng chứng thì thật ra là nó không bị bán mạnh như là banh. Mọi người vẫn sẽ thấy một cái xu hướng tăng ở bên Chadwick đang giữ tương đối là ổn. Lực mua cũng đang tham gia vào. Nhìn ở bên Chadwick đây ạ, ảnh hưởng từ phiên ngày thứ 6 nó cũng tương đối là bình thản đối với các mã cổ phiếu liên quan đến nhóm ngành chứng khoán. Nó là một cái điều chỉnh nhẹ nhàng thôi. Và cái xu hướng của nó thì vẫn rất là ổn định. Chúng ta vẫn có cái vùng hỗ trợ sẽ tương đối cứng tại vùng đỉnh cũ, đó là quanh cái khu vực 59 chấm đối với VCI. Lực bán và cái lượng bán hôm ngày thứ 6 nó cũng tương đối là mạnh, thì dự kiến là cái nhịp điều chỉnh này nó vẫn sẽ còn diễn ra. Chúng ta vẫn giữ được một cái tín hiệu về lực mua mạnh hơn, đang thể hiện tâm lý tích cực hơn ở cổ phiếu dòng chứng khoán. Tạm thời nó sẽ ổn. Bản thân trend của nhóm chứng khoán nó cũng đang khỏe hơn so với thị trường một chút. Và các cái tín hiệu liên quan đến dòng tiền cũng có sự suy yếu về mặt dòng tiền đầu cơ thôi, chưa ảnh hưởng tới câu chuyện lớn. Như vậy VCI thực ra nó vẫn rất là phù hợp để mà có thể tiếp tục nắm giữ. Và canh các cái khu vực mà index
tạo đáy thì bản thân các cổ phiếu liên quan đến dòng chứng cũng sẽ là các cái vùng có thể gia tăng hợp lý. Nếu mà mọi người đang có cổ phiếu này trong danh mục, vẫn có thể tiếp tục nắm giữ và đặt một cái khu vực stop loss cho mình khi mà giá thủng các cái vùng hỗ trợ. Đối với VCI, chúng ta có vùng hỗ trợ đầu tiên ở 59 này, và thấp hơn nữa sẽ là khu vực 55.2 đối với chặt ngày luôn. Mã tiếp theo là VDS đúng không ạ? Chứng khoán Rồng Việt. Tương tự như câu chuyện của VCI, cái nhịp điều chỉnh ngày thứ 6 nó cũng không quá ảnh hưởng nhiều và xu hướng vẫn đang rất là ổn định. Ngó một chút bên chặt quýt thì mọi người cũng sẽ thấy sự ổn định đấy, khi mà tuần trước đều là các cái tuần mà đánh vượt đỉnh cũ của các cái mã liên quan đến chứng khoán này, và lực mua vẫn duy trì tốt ở bên xu hướng lớn chặt quýt. Câu chuyện vẫn đang ổn thì nó vẫn sẽ tiếp tục nắm giữ được thôi, và mọi người cũng nhìn thấy là sau khi break các cái vùng đỉnh ngắn hạn này, đó, chúng ta đã có một cái nhịp take profit tương đối là nhanh lên khu vực chốt lời số 3. Đó. Nhìn nhanh về trend, tiền đều ổn đúng không ạ? VDS vẫn tiếp tục phù hợp để nắm giữ, và nếu mà mọi người lo ngại các cái nhịp điều chỉnh của thị trường có ảnh hưởng tới các cái nhóm này thì việc chốt lời ngắn hạn cho các nhóm này là hoàn toàn bình thường, và mọi người cũng có thể thực hiện tùy theo danh mục của mình nhé. Đối với VB Bank thì không được ổn, bởi vì bản thân nhóm ngành bank chúng ta bị ảnh hưởng mạnh hơn và sâu hơn so với thị trường chung. Sâu hơn so với nhóm chứng, và nó đang khá là giống với thị trường chung đúng không ạ? Đó, tuần trước là một tuần điều chỉnh của VB Bank với một cái nhịp vừa đảo tín hiệu mà giá lại quay trở lại cái khu vực hỗ trợ dưới tương đối là sâu như thế này, thì bản thân VB Bank đang thể hiện là hơi yếu. Nhìn cái lực của VB Bank chạc ngày ạ, chúng ta cũng bắt đầu thấy cái lực bán đó tham gia trở lại rồi đây. Trend của VB Bank đang là một cái đoạn đảo trend tương đối là quan trọng. Tuy nhiên khi mà vào một cái nhịp điều chỉnh như thế này, các cái đường ngắn hạn hay đường trung tâm đáng lẽ nó đang là cái vùng hỗ trợ và đi theo giá để đảo lại một cái trend tăng phù hợp, thì hiện tại nó đang phải nó đang có tín hiệu đi ngang ra và trở thành các cái vùng hỗ trợ đỡ cho VB Bank ở quanh cái vùng 62 này. Bản thân nhóm chung và dài hạn màu xanh biển ở đây quanh cái vùng 60, VB Bank cũng có hỗ trợ. Đó, như vậy là quanh cái vùng này tạm thời ạ, nhóm như mã cổ phiếu VB Bank nó đang có một cái sự ghìm lại nhất định. Tiền ở VB Bank đang còn khá là yếu, đoạn này nó đang điều chỉnh. Nó đang mới tham gia lại phiên ngày thứ 5 đấy ạ. Thì ngay phiên ngày thứ 6 nó lại quay trở lại trạng thái là luân chuyển. Như vậy tiền ở VB Bank được đánh giá là còn yếu hơn. Và mọi người chú ý, đối với các mã như thế này, nếu đang có cổ phiếu thì mọi người sẽ thực hiện xử lý cắt lỗ sớm nhá. Khi mất cái vùng 61 này giúp em, chúng ta sẽ không kỳ vọng quá nhiều khi mà cổ phiếu này nó chưa thể hiện cái sự vượt trội so với thị trường. Tuần trước chúng ta có VEA đúng không ạ? Mã cổ phiếu này thì được khuyến nghị với một phiên đánh break đỉnh cũ. Nhưng mà bản thân tuần trước VEA không có một phiên nào break đỉnh cũ cả. Như vậy là chúng ta sẽ không thể tham gia được. Nhưng mà em vẫn sẽ nhận định VEA, để nếu các anh chị có cái cổ phiếu này trong danh mục thì chúng ta cũng có thể theo dõi luôn. Thì bản thân VEA chỗ vùng này nó vẫn bắt buộc phải test lại cái xu hướng giải màu thì không thực sự là quá dày đối với cổ phiếu này, đặc biệt là với một cái khu vực cần đánh vượt đỉnh mà volume của nó không thực sự là tích cực. Ở đây chúng ta cũng đã bắt đầu thấy lực bán quay trở lại đối với VEA. Trend thì vẫn khá là ổn, tuy nhiên các cái vùng hỗ trợ dưới sẽ tương đối sâu ở khu vực 42 chấm. Cái việc chờ đợi đây sẽ hơi bị mất thời gian một chút. Chúng ta có tiền, tiền cũng đang bị yếu dần đi, và đến phiên ngày thứ 6 dưới sự ảnh hưởng của thị trường chung thì VEA cũng đang chuyển sang trạng thái luân chuyển. Như vậy là nó không phải là một cái cổ phiếu có vẻ là sôi động hay là có những cái phiên tăng giá đáng để chúng ta quan tâm và tham gia vào. Tạm thời sẽ lock VEA lại và chúng ta sẽ sang các cái cổ phiếu mà nó sôi động hơn và được tham gia mạnh hơn bởi dòng tiền. VGT tuần trước em có phân tích cho mọi người rồi đúng không ạ? Khi mà chúng ta còn vướng cái cản đỉnh cũ ở khu vực 19 đến 21, cao hơn nữa chúng ta có quanh khu vực 23 đúng không ạ?
thì nó đã dừng chân tại cái khu vực 20-21 này. Hôm trước thì giá nó đã quanh khu vực 19 rồi, như vậy nó còn một cái biên nho nhỏ đánh từ 19 lên 21. Thì nếu mà các anh chị có gọi là tham gia kịp thì chúng ta sẽ ăn được một đoạn tương đối là cũng tương đối nhà 19 lên 21, khoảng đâu đấy gần 10%, khá là nhiều đấy chứ. Đó, thế tuy nhiên nó sẽ là một cái trạng thái mà phải đánh tương đối là nhanh và T cộng, bởi vì ngay ngày thứ 5 là chúng ta đã chạm tới cái take profit đấy rồi. Và nếu mà không bán tại phiên ngày thứ 5 thì chúng ta đang ở một cái tình trạng đó là nắm giữ cổ phiếu này và sẽ nhận một cái nhịp điều chỉnh rất là sốc ở VGT khi phiên ngày thứ 6 có cái giai đoạn bán thẳng về lại 19 luôn, đúng không ạ? Tuy nhiên câu chuyện của chúng ta vẫn đang khá là ổn khi VGT nó mới chạm giải màu lần đầu tiên và giải màu hiện tại đang tương đối là dày. Chúng ta có một cái nến chạm và rút chân thể hiện cái khu vực cầu, khu vực 19 này cũng sẽ tương đối là khỏe. Ở đây lực mua sau một cái giai đoạn tăng giá rất là dài, nó đã có cái sự suy yếu rõ rệt tại phiên ngày thứ 6 rồi. Trend ạ, trend của chúng ta vẫn đang ổn và khu vực đảo chiều xu hướng ạ, nó đang hình thành tương đối là tích cực. Xét về dòng tiền, tiền đầu cơ vẫn đang ở trạng thái tham gia, đúng không ạ? Tham gia khá là mạnh và nó yếu đi do sự ảnh hưởng của thị trường chung là điều tất nhiên rồi. Tuy nhiên nó vẫn đang giữ ở cái trạng thái là tham gia mạnh được. Như vậy chúng ta vẫn có sự đồng thuận của hai dòng tiền. Và đối với VGT thì thật ra tiếp tục nắm giữ được ạ. Câu chuyện nó sẽ chưa có gì. Nếu mà mọi người thấy take profit của chúng ta đã phù hợp thì có thể thực hiện chốt lời hay lo ngại cái nhịp điều chỉnh sắp tới của thị trường chung. Còn lại với cổ phiếu này, chúng ta vẫn đang rất là thoải mái ở trên một cái vùng hỗ trợ cứng quanh cái vùng 18.5. Đây, theo đúng hệ thống luôn, mọi người có thể sử dụng nó một cách rất là đơn giản, kể cả không biết quá nhiều về phân tích kỹ thuật. Cái khu vực 18.5 này vẫn là một cái vùng đáng tin cậy của VGT. Và chúng ta có thể đẩy cái mốc cắt lỗ của chúng ta nâng lên, thì với một cái biên cắt lỗ tương đối là thấp so với giá vào và cái take profit vẫn còn ở phía trên, chúng ta có thể tiếp tục nắm giữ đối với cổ phiếu này. Sang mã tiếp theo của tuần trước là VHC. VHC thì thuộc nhóm thủy sản, đúng không ạ? Cũng là một cái giai đoạn tăng giá và chúng ta cũng bị kẹt lại ở các cái khu vực đỉnh cũ. Đây, nó nhìn nhanh nhác giống VGT. Đó, tuy nhiên với VHC chúng ta có ngay tại phiên ngày thứ 2 là một khu vực tạo gap, thì cái biên của chúng ta lên từ 45 đến đỉnh cũ quanh vùng 47-48, đúng không ạ? Cũng không quá hấp dẫn đối với cái vùng giá này. Rồi nhịp điều chỉnh đang xuất hiện trở lại và chúng ta cũng có khu vực gần chạm tới hỗ trợ giải màu. Các trạng thái nhìn nhanh một chút ạ. SPI giống với VGT khi mà nó có sự suy yếu sau một cái giai đoạn tăng giá rất là dài. Rainbow ạ, cũng là một cái xu hướng đảo lại uptrend và nó cũng đang hình thành có gì đó rất là giống với VGT. Dạng tiền cũng vậy, tiền đầu cơ suy yếu nhưng vẫn ở trạng thái tham gia tương đối là tốt. Như vậy các cái vị thế đang có đối với VHC mọi người cũng hoàn toàn có thể chốt lời ngắn hạn thôi. Còn nếu mà muốn tiếp tục nắm giữ VHC trong trung và dài hạn thì mọi người đẩy cái stop loss lên khu vực 42.7 ạ. Đây là một cái vùng hỗ trợ tương đối là quan trọng. Nếu thủng thì chắc chắn là cái xu hướng ngắn hạn nó sẽ bị đảo, thì mọi người có thể thực hiện cắt lỗ tại các cái vùng phía dưới đó. Còn câu chuyện của VHC tạm thời vẫn tương đối là ổn, chưa đến mức quá xấu. Và mã cuối cùng của tuần trước thì là Vinhome thuộc nhóm biên 30. Và đó, con này bị bán rất là mạnh tuần trước. Một tuần có cái sự giảm giá cực kỳ sâu và khối lượng cũng rất là khủng đến từ Vinhome. Đây ạ, nhìn chạc đây đi mọi người. Những cái tín hiệu báo bán của Vinhome nó đã được hình thành ngay tại từ phiên ngày thứ 3. Như vậy nó đang thể hiện một cái khu vực vượt đỉnh không thành công đến từ Vinhome. Đấy, vượt xong nó rơi ngay trở lại cái vùng giá phía dưới đỉnh cũ ngay tại phiên hôm sau. Cái khu vực này đang có những cái dấu hiệu chốt lời và giảm tỷ trọng đối với cổ phiếu này. Đó, với một cái tín hiệu báo bán và giá đã nằm hoàn toàn phía dưới của giải màu, giá bám quanh khu vực bán tại
Như vậy hành động phù hợp với những ai đang nắm giữ Vinhome tại thời điểm này đó sẽ là bán ngay lập tức. Ngay lập tức giúp em nhé. SPI vẫn đang có cái lực bán cực kỳ mạnh. Rainbow ạ, chúng ta có vùng hỗ trợ quanh 107 ạ. Đây sẽ là một cái vùng có thể chạm tới đây, chúng ta sẽ có một cái nhịp hồi ngăn ngắn, ví dụ như thế này chẳng hạn. Tuy nhiên không quá kỳ vọng nhiều. Dòng tiền ạ, mọi người sẽ thấy tiền rất là nhanh. Tiền đầu cơ khi mà có những cái tín hiệu bán mạnh như vậy, thực hiện chốt lời hay giảm tỷ trọng đối với các cái cổ phiếu vốn hóa lớn, tiền cũng rất là nhanh. Cái dòng tiền đầu cơ nó đã thực hiện luân chuyển và đến bây giờ đang có tín hiệu luân chuyển ra khỏi cổ phiếu rồi. Đối với những cái dạng mà dòng tiền đầu cơ rút ra như thế này, chắc chắn là trong ngắn hạn sẽ không có những cái cửa tăng sáng trở lại. Nếu có nhịp hồi thì đấy sẽ là cơ hội phù hợp để ra bớt đối với những cái cổ phiếu như thế này. Đối với cái mẫu mà nó còn chưa được đẹp thì lời khuyên duy nhất chỉ có là bán thôi. Không ngần ngừ bán và thu hồi vốn, chúng ta sẽ có những cái cơ hội phù hợp hơn trong cái giai đoạn điều chỉnh của thị trường này. Ok, đó là về toàn bộ các cái mã cổ phiếu của tuần trước. Chúng ta đã cùng theo dõi rồi đúng không ạ? Đến với tuần này, chúng ta sẽ chưa có các cái khuyến nghị cho tuần mới và mọi người sẽ thực hiện cơ cấu danh mục cho em trước tiên. Đối với các dòng vẫn còn được chú ý thì sẽ được tiết lộ trong tuần sau. Và các anh chị thuộc room VIP của Inflex chắc chắn là sang tuần chúng ta sẽ được là những người đầu tiên theo dõi cái list hàng mà chúng ta cần chú ý trong giai đoạn này. Và đối với các anh chị theo dõi bản tin free của Inflex thì chúng ta sẽ cùng chờ sang tuần để tiếp cận tới các cái nhóm ngành cần chú ý. Còn sang tuần chúng ta vẫn kỳ vọng vào một cái khu vực cần theo dõi của thị trường để không mất các cái vùng hỗ trợ cứng, thì cái cơ hội mở ra nó sẽ ổn hơn khi mà thị trường tạo đáy trở lại đúng không ạ? Ok, vậy trước khi kết thúc bản tin ngày hôm nay thì mọi người đừng quên chúng ta có group Facebook và room Zalo free vẫn đang được mở. Chào đón các anh chị lần đầu tiên tiếp cận tới Inflex là chúng ta sẽ cùng tham gia vào đây để trao đổi cùng với đội ngũ admin nhé. Chương trình mở tài khoản đầu tư chứng khoán linh hoạt cùng công ty Inflex Investment vẫn liên tục được diễn ra với mức phí giao dịch thấp nhất thị trường chỉ từ 0,1%. Lãi vay margin thì chỉ từ 9% một năm và bọn em sẵn sàng tặng một hệ thống hỗ trợ giao dịch trị giá 3,5 triệu đồng một tháng cho các nhà đầu tư thỏa mãn điều khoản của chương trình. Và như cũng đã giới thiệu ở đầu video thì mọi người cũng đừng quên chúng ta có kênh YouTube Inflex Investment đang được triển khai với rất là nhiều các content mới. Các blog chứng khoán tư vấn trực tiếp cho mọi người vào tối thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần đúng không ạ? Chúng ta sẽ trao đổi từng phiên một để có những cái nhìn cập nhật sát nhất đối với thị trường cũng như là các cái cơ hội mà chúng ta có thể cập nhật. Cùng với các cái video, content giải trí của Inflex và đội ngũ phát triển ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bản tin thị trường ngày 22 tháng 8 năm 2021. Và chúng ta sẽ cùng chờ đón tuần tiếp theo xem là phiên xuống tương đối là mạnh ngày thứ 6 kia có thực sự ảnh hưởng tới xu hướng lớn hay không nhé. Và cùng Inflex trao đổi vào blog chứng khoán Inflex Investment từ thứ 2 đến từ thứ 5 và bản tin cuối tuần 8 giờ tối lúc 8 giờ tối chủ nhật ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bản tin ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người sang tuần ạ. Xin chào mọi người.